cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Thì hôm nay bên em lại được về một lô máy cưa xích tầm trung, có dính 1, 2, 3 con thì đó là hàng cắt gia đình, còn đâu anh em có thể cắt thuê, và cắt gia đình cũng rất là ngon nha mọi người. Đó, thì đây là những chuyên dụng về hàng ép tin, gồm 26 em ép tin nha mọi người. Đây, đủ các loại từ 021, 023, 017, 018, 020 và 211C nha mọi người. Đó, rất là nhiều dòng. Thì mỗi máy em có đánh dấu số 1, số 2, số 3 gì đó. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu em nào thì liên hệ qua số điện thoại của em. Từ những con số 23 trở lên tới 26, nghĩa là dính 3 con nha mọi người. Đó, dính 3-4 con đó thì là ở lô trước. Thì tại vì em cũng chưa dọn được nên là em sẽ lại ghép vào cái lô này để em quay cho mọi người xem. Và em cũng có đánh dấu số 1, số 2 để cho mọi người nhận dạng những cái con máy mà mình yêu thích. Đó, thì quý khách hàng nào thích con máy nào thì em có đánh dấu sẵn, thì chỉ cần đọc thì em sẽ dọn máy đó cho mọi người. Tại vì đợt trước em cũng quên. Đó, nên giờ em sẽ làm lại đánh dấu. Quý khách hàng nào thích em nào thì em sẽ đánh dấu em đấy. Rồi, giờ em sẽ quay chi tiết từng con cho mọi người xem nhé. Đây, thì dàn đầu tiên là gồm 023 nha mọi người. Lô trước thì không có 023, lô này thì em cũng đã nhập được 023 về rồi. Đó, 023 thì gồm có 2, 4, 6, 5 em tổng cộng nha mọi người. Có tổng cộng là 5 em 023. Đó, và gồm có 2, 4, 6, 8, 10 con 021 và 2 con 211. Còn lại là 4 con 020 và 4 con F-pin 017, 018 nha mọi người. Đó. Rồi giờ em sẽ quay chi tiết 023 trước. Đây, con 023 này đẹp xuất sắc nhé. Nó cũng còn tí dính mặc cưa ở đây luôn. Cái này là em mới cưa thử cho người ta. Đó, đây 023 nha mọi người, số 1 nhá. Người lưu ý cho số 1. Đó. Thì thời gian không có nhiều, em sẽ không giật hơi hám cho mọi người xem ha. Yên tâm, đảm bảo là máy lựa nên là mọi người yên tâm. Đây là số 2023 này. Đời này thì có núm bơm xăng phụ nha mọi người. Đó. À, đời này em có luôn này. À, mấy 023 này có mấy cây có núm bơm nhá, còn lại là không có. Đây, đằng trước của em số 2. À, máy chưa dọn nhá. Anh em nào mà thích mua chưa dọn thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thì muốn được giá tốt nhất thì mọi người cứ liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901 nhá. Này, đây là em số 3. Em số 3 cũng có núm bơm xăng phụ nha mọi người. Đó. Đây, máy thì cũng rất là đẹp nha mọi người. Này. Ồ, đoạn này thì rất tiếc là áo bô nó đánh ở đen. Nó chỉ đen thôi chứ không có nứt nẻ gì nha mọi người. Đó. Này thì bị đen thôi. Đó. Em số 3. Đây là em số 4. Này, em số 4 đây. Nghĩa địa thì nguyên, lam xích thì em đã ném hết vào trong thùng này rồi nha mọi người. Nên là quý khách hàng nào chọn cây nào thì em sẽ lựa bộ lam xích cho, cứ yên tâm. Lam xích em sẽ lựa cho cũng rất là được ha. À, đây em số 5. Đó, em số 5 đây. Rồi. Đây em số 5 nha mọi người. Đó, sử dụng ốc lam hai chân ốc. Đây là em số 22 này. Đó, em số 22 em chung một lô luôn. Thì đây là những cái con máy là lô trước này. Đó, số 22. 23 chứ, đây là 23 này. Đó, 021 luôn nhé. Đó, 24 này. Cái này con núm bơm này. Đẹp xuất sắc luôn. Dây có trợ lực này. Đây là em số 25. 25 nha mọi người. Đó. Hai số 5. 25. Tại bữa giờ chú sửa chứ. Đó, đây là dàn lô ép tin số dàn 1 nhé. Đây có 3 dàn, thì đây là dàn 1 gồm có 2 4 6 8 con tổng cộng. Đó, thì mã số em có đánh đoàn hoàng hết là 24, 25, 23 gì đó. Mọi người chú ý kỹ nhé. Rồi, đây là đến dàn thứ 2. Thế thì dàn 2 thì từ số 6 trở lên nha mọi người. Đây, 021.
số 6, đời này có núm bơ sao phụ. Đây là giảm 021 nhé. Đó. Đây, số 6. Có trợ lực nha mọi người. Dây giật con nắm trợ này. Đó, số 7 này. Số 7 khá là đẹp ha. Quý khách hàng nào nếu mà cảm thấy mình đến cái con mà mình ý chậm ấy, thì mình lên lướt qua nhanh nhá. Ví dụ tời nhanh cái video lên cho nó quay, cho nó đỡ tiến đến cái con mình ha, cho đỡ mất thời gian. Đó, đây là con số 8. Số 8 sử dụng ốp 5 khóa nha mọi người, tự động. Đó. Đây con số 9 này. Đó. Số 9 nha mọi người. Con số 9 nó hơi xấu một chút, giá tải nhiều sẽ xấu đi ha. Đây con số 10. 021 số 10. Lốc trước rất là đẹp. Này, sử dụng ốp làm 200 ốc. Đây là số 11. 021 số 11. Khá là đẹp nha mọi người. Còn đây là số 12, đây là 210 này. Đấy, 210. Ồ, nhìn đồ chứ. Đời này con đúng bơm xong phụ nhá. Đó, 210. Số 12. Số 13 là 211. Đó, đời này 211. Đó, ốp làm khóa. Đây là số 14 nhá. Số 14 là 211C luôn. Con này to. À, công suất CC chẳng chỉ ngang bằng nhau thôi nhá mọi người. À, đây là số 26. Số 26 lô cũ nhá. Này, số 26 nha mọi người. Tốt rồi ạ, hàng Đài Loan đó. Đây. Rất là đẹp nhá. Nhưng mà rất tiếc em chưa dọn nên em sẽ cho vào ghép vào lô này luôn. Đây giản 2 thì gồm có 10 con nhé, dàn 2 có 10 con máy cưa ha, gồm số 21 với 211, 210. Đó, đây là những dàn 3. Dàn 3 là 017, 018, 020. Đây, trước tiên em quay số 15 này. 017. Đó. Đây, 017. 16 này. 18 số 16. Còn tem luôn này. Số 17 này. Đó, 017. Tất cả con tem luôn, rất là mới nha. Đây là số 18 MS180. Đây. Nào, cái này nó còn ship ở đây luôn, em thấy ông người ta tháo chưa kỹ này. Đây là số 0020, số 19 này. 200 nhé. Đó, rất là đẹp nhé. Khá là mới nha. Ốp làm thì xấu một chút. Lốc trước này. Đó. Còn đây là 200 luôn. Số 20. 200. Đó, rất là đẹp. Số 21 này. 21. Đó, và đây là số 22. 20. Rồi, thì tổng cộng là có 26 em máy cưa. Chờ chút này. Rồi, thì gồm có 26 em máy cưa SP nha mọi người. Thì quý khách hàng nào sở hữu em nào hoặc thích em nào thì em có đánh dấu thì cứ liên hệ qua em. Thì em vừa em cũng quên không báo giá. Thì những cái dòng SP 017 trở 018, 017 ấy, thì nó nằm từ giá 2 triệu rưỡi tới 3 triệu một cây nha mọi người, tùy theo máy đẹp máy xấu. Còn anh em mua chưa dọn có giá chưa dọn, anh em mua giá dọn rồi có giá dọn rồi. Đó, đẹp ngon lành chỉ việc xài cũng có. Còn anh em nào mua mà nổ mà chưa vệ sinh cũng có, nó sẽ rẻ hơn chỉ chút chút thôi. Đó, còn những dòng 020 này nó thì nó cũng từ 2 triệu 6 đến 3 triệu một cây nhá. Đấy, Fpin 020 nòng 40 nhá, Fpin 017 nòng 37. Đó. Và những dòng 021 này tùy theo nhé, từ 2 triệu 8 trở lên tới 3 triệu 4 nha mọi người. Estin 021, 211, 210. Và những dòng 023 này từ 3 triệu đến 3 triệu 6 nha mọi người. Đó. Thì anh em nào cần những dòng hệ nào,
cắn máy như thế nào, tùy theo túi tiền của anh em thì liên hệ qua số điện thoại của em. Đó. Đây, em quay chi tiết lại dàn máy 1 này. Đó, rất là đẹp luôn ha. Cũng có rất là nhiều con đẹp. Đó. Đây là dàn máy 2 này. Đó, đây là máy số 3. Anh em nào có nhu cầu cần em nào thì liên hệ qua cho em nhé. Nhân viên em này bán rẻ này, em số 21 này. Đúng không? 21 này. Bán rẻ cho mọi người. Cứ khách hàng nào mua chưa dọn tính cho 2,4 triệu một cây về tự dọn. Đó. Rồi quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu máy nào liên hệ qua em.